Bạn đang nghe từ kênh Tôi Đọc Sách. Bài thơ Khi Thầy Về Nghỉ Hưu của tác giả Lá Me, giọng đọc Thiên Khánh. Cây phượng già treo mùa hạ trên cao, nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp. Các con ráng năm nay hè cuối cấp, chút nghẹn ngào bụi phấn vỡ lao sao. Ngày hôm qua hay từ tháng năm nào, con náo nức bước vào trường trung học. Thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc, thầy ươm mùa vàng đất vọng đồng dao. Mai thầy về sân trường cũ nằm đau, hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi. Dẫu cay đắng, dẫu trăm nghìn đau tủi, nhọc nhằn nào thầy gửi lại ngày sau. Mai thầy về mùa gọi nắng lên cao, vai áo bạc như màu trang vở cũ. Con muốn gọi sao lòng đau nghẹn ứ, đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi.